Em ủng hộ cái việc áp dụng KPI trong cái việc đánh giá lương và thưởng của nhân viên. KPI chỉ nói đến hệ số kết quả chứ không nói cả một cái hành trình của người lao động. Khi xác định lương thì nên áp dụng KPI, còn khi xác định thưởng thì ta phải xác định là nhân viên đạt được qua cái kỳ vọng của doanh nghiệp. Khi mà giao KPI thì tất cả doanh nghiệp cắm đầu vào thực hiện KPI mà không quan tâm gì đến cảm xúc, đến sự hài lòng của khách hàng. Những cái phòng ban nhỏ và những cá nhân họ sẽ tập trung vào KPI để họ đạt được cái KPI, họ được thưởng, họ được tăng lương. Và nó làm cho những cái bộ phận khác nhau chỉ tập trung vào cái vương quốc của mình thôi. Cả cái công ty thì là hỗn loạn. Bạn có ủng hộ việc sử dụng KPI làm tiêu chí xác định lương thưởng hay không? Vâng, người trình bày trước sẽ là Lê Thị Thủy. Bạn sẽ có 2 phút để đưa ra quan điểm của mình. Thời gian dành cho bạn bắt đầu. Đầu tiên em xin nói về cái sự hiểu biết của em về KPI. KPI đấy là chỉ số đo lường hiệu quả công việc. Để biết nó có phù hợp hay là thực tế hóa hay không thì đầu tiên chúng ta phải phân biệt được là điểm mạnh, điểm yếu giữa KPI. Thứ nhất là điểm mạnh của KPI sẽ giúp cho doanh nghiệp cũng như là các phòng ban, người lao động xác định được cái mục tiêu và đích đến của mình, sẽ đánh giá được năng lực hoàn thành của các cá nhân, tập thể trong doanh nghiệp. Vậy nhược điểm của KPI đối với những cá nhân mà họ sợ và lo lắng thì đấy chính là áp lực đối với người lao động, đối với phòng ban, và từ những cái áp lực đấy sẽ khiến người lao động từ bỏ doanh nghiệp của mình. Thứ hai nữa, KPI chỉ nói đến hệ số kết quả chứ không nói cả một cái hành trình của người lao động. Theo quan điểm của em, ưu điểm hay nhược điểm nó đều là thúc đẩy cho sự phát triển, và em lựa chọn việc sử dụng KPI trong việc đánh giá lương thưởng đối với một doanh nghiệp. Bởi vì cái đấy sẽ là thước đo và là sự thúc đẩy phát triển của doanh nghiệp của chúng ta cũng như đối với cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp. Và bây giờ sẽ là câu hỏi từ phía Thanh Nhật dành cho bạn Thủy. Theo chị thì định hướng phát triển của công ty nên rõ ràng trước khi xây dựng KPI hay sau khi xây dựng KPI? Các chủ doanh nghiệp xây dựng ra một doanh nghiệp, họ sẽ đã có được cái mục tiêu và cái điểm đến, cái đích đến của họ rồi. Và việc của họ đấy là thực thi cái điểm đến và cái đích đến đấy. Khi nhân viên cống hiến cho công ty mà dựa trên KPI ấy, thì chúng ta xác định lương và thưởng, nhưng cái đóng góp đó của nhân viên không được ghi nhận trong KPI thì chị sẽ xử lý như thế nào? Đối với việc ghi nhận và không ghi nhận thì chúng ta phải xác định vào từng trường hợp cụ thể, cái sự ghi nhận đấy là của doanh nghiệp hay là cái sự ghi nhận đấy là của cán bộ trực tiếp. Vâng, và bây giờ sẽ là thời gian dành cho Thanh Nhật đưa ra quan điểm của mình. 2 phút bắt đầu. Quan điểm của em là em ủng hộ cái việc áp dụng KPI trong cái việc đánh giá lương và thưởng của nhân viên. Tuy nhiên là do cái KPI nó được sắp đặt, nó được thiết kế cho từng vị trí công việc, nên là khi xác định lương thì nên áp dụng KPI, còn khi xác định thưởng thì ta phải xác định là nhân viên đạt được qua cái kỳ vọng của doanh nghiệp. Ví dụ như là doanh nghiệp kỳ vọng 100% thì nhân viên đạt được qua cái KPI đó là 150%, thì lúc đấy mới xét đến việc áp dụng vào việc là thưởng của nhân viên. Theo em thì có những cái đóng góp ngoài của người lao động cho doanh nghiệp của mình thì em có một cái đề xuất, đấy là sẽ có những cái ghi nhận những cái thành tựu của nhân viên khi mà đóng góp trong quá trình lao động. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi phản biện từ phía Lê Thị Thủy. Như bạn có khẳng định rằng là việc xây dựng KPI thì chúng ta chỉ xây dựng dựa trên khung bảng lương mà chúng ta lại không xây dựng trên khung bảng thưởng, thì cho mình hỏi trong cái bộ xây dựng KPI khung bảng lương thì bộ phận nào sẽ là bộ phận đánh giá hiệu quả nhất trong việc sử dụng KPI? Thì theo kinh nghiệm làm việc cá nhân em đề xuất là xây dựng KPI dựa trên là cái mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp, tức là KPI đưa đến là từ lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp. Thì tuy nhiên cũng cần có một cái sự đánh giá ngược lại, tức là cũng phản hồi ngược lại của phía nhân viên, là có những cái tiêu chí mà KPI không có nhưng chúng tôi với đặc điểm của bộ phận cần được ghi nhận thêm vào để đánh giá một cách tổng quan hơn. Theo bạn, KPI được xác định và đo lường như thế nào? Cái quan điểm cá nhân của em trong quá trình xây dựng KPI cũng như đánh giá cái hiệu quả của bộ phận phòng ban cũng như là chính cái sự phát triển của bản thân mình là cố gắng định lượng tất cả những cái tiêu chí ra, kể cả là vui vẻ, hài lòng hay không hài lòng, những cái định tính. Vui vẻ thì có thể là từ thang điểm 3 trở lên, trong tổng là thang điểm 5. Rất hài lòng là 5 và dưới hơn sẽ là từ thang điểm 0. Bây giờ sẽ là các câu hỏi từ phía các sếp dành cho 2 ứng viên. Xin mời các sếp. Các bạn đang nói về chuyện KPI thì có một điều mà các doanh nghiệp phản đối KPI ở chỗ là khi mà giao KPI thì tất cả doanh nghiệp cắm đầu vào thực hiện KPI mà không quan tâm gì đến cảm xúc, đến sự hài lòng của khách hàng. Thì quan điểm của các bạn thế nào? Chính em cũng là một cái trường hợp mà khi em hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản, là khi mà mình cố gắng hoàn thành mục tiêu công ty thì lại cố gắng bán cho một cái tệp khách hàng không phù hợp. Em nhận được cái phản hồi là không hài lòng.
Thế thì theo em, cái mô hình của doanh nghiệp, của cái bộ phận phòng ban đấy cần được điều chỉnh lại. Thì tổ chức lại có nghĩa là em định hình rất rõ với nhân viên là đầu tiên cái giá trị tồn tại khi khách hàng tiếp nhận cái dịch vụ của mình, đó là có thể là hài lòng, mang lại những giá trị mà người ta hạnh phúc với nó. Em đề xuất rằng chúng ta nên điều chỉnh bộ KPI phù hợp, trong đấy làm hài lòng khách hàng là một trong những tiêu chí của KPI. Như vậy phòng ban phụ trách cái bộ phận đấy cũng như là người trực tiếp thực hiện cái vai trò đấy sẽ biết được là trong bộ hệ số KPI đấy mình có những mục nào, trong đấy có mục làm hài lòng khách hàng hay không, và mình sẽ phải làm hài hòa được tất cả cái tiêu chí liên quan đến KPI. Và bên cạnh đấy thì công ty sẽ xây dựng những cái tỷ lệ trong bộ tiêu chí KPI và sự hài lòng khách hàng mang lại cho người lao động bao nhiêu giá trị. KPI á, nó nằm trong cái phần tiến hóa của các công ty khi mà công ty phát triển, để đánh giá cái mức độ hiệu quả của nhân viên trong việc là đạt được cái kết quả cuối cùng. Nó ra đời để mỗi phòng ban đều có một cái mục tiêu riêng, và về lý thuyết á, là nó cộng lại với nhau thì nó đạt được cái mục tiêu chung của công ty. Vì vậy khi mà nó tiến hóa mà nó lớn lên nữa thì những công ty mới thấy một cái vấn đề rất là lớn của KPI, đó là việc những cái phòng ban nhỏ và những cá nhân ấy, họ sẽ tập trung vào KPI để họ đạt được cái KPI, họ được thưởng, họ được tăng lương. Và nó làm cho những cái bộ phận khác nhau chỉ tập trung vào cái vương quốc của mình thôi. Vậy thì sale luôn luôn đá với marketing. Sale muốn nhiều người hơn sẽ đá với ngân sách của nhân sự, như vậy nó sẽ đụng nhau tùm lum hết. Thị trường miền Trung sẽ bán vào thị trường miền Nam bán ra thị trường miền Trung, đúng không? Vì thị trường miền Trung được, ví dụ như anh nói là được phân phối, được hỗ trợ về chuyên chở từ nhà máy từ miền Nam ra, nó ra khỏi nhà máy ở miền Nam cái bán trực tiếp ở miền Nam luôn, đúng không? Thế thì KPI miền Trung đạt, KPI miền Nam không đạt, nhưng mà cả cái công ty thì là hỗn loạn và hệ thống phân phối là vứt đi hết. Thế thì KPI rõ ràng đâu có tốt đâu, đúng không? Thế thì nếu như tụi em là người quản lý công ty thì tụi em sẽ làm gì? Với cái tình huống đấy thì cá nhân em nhận định rằng là cái KPI đấy nó chưa hoàn toàn tốt đối với bộ phận phòng ban cũng như chưa phù hợp với doanh nghiệp, cần có sự cải tiến ạ. Tức là cải tiến KPI. Dạ. Theo em thì khi mà xây dựng một bộ KPI cho từng phòng ban thì cũng đã xác định được điểm đến của phòng ban đấy là gì. Bên cạnh cái KPI của phòng ban thì luôn luôn có một cái đấy là KPI của tập thể. Và trong mỗi một cái KPI thì thông thường sẽ chia ra làm 2 đến 3 danh mục tùy cái sự định lượng của bộ máy định hướng và của các sếp. Đấy là hiệu quả công việc, và một cái nữa đấy là tinh thần teamwork, tinh thần nội bộ và cái sự ghi nhận đóng góp của cán bộ trực tiếp. Vâng, như sếp Chi cũng đã nói, KPI đó chính là công cụ đo lường hiệu quả trong công việc. Định mức, doanh số, số lượng, đó chính là KPI, đó chính là kết quả. Cái việc chúng ta quản lý về chất lượng sản phẩm, dịch vụ cũng như sự hài lòng của nhân viên, của khách hàng, đó chính là quá trình. Với một doanh nghiệp thì sẽ luôn luôn muốn cân bằng kết quả và quá trình để tạo ra nó, cũng như cân bằng KPI, kết quả chung cho cả một tập thể. Và doanh nghiệp nào nhìn nhận ra được điều đó, dung hòa, cân bằng được điều đó, chắc chắn sẽ có được những sự thành công.